Và tiếp theo chúng con xin kính chuyển đến camera thứ hai là camera ở ban hộ niệm Thanh Liêm. Nam mô A Di Đà Phật. Gia đình chúng con thành kính cung thỉnh lão cư sĩ Diệu Âm khai thị cho mẹ chúng con là Phật tử Nguyễn Thị Kim Lan, pháp danh Diệu Âm Diệu Phúc. Mẹ con bị bệnh ung thư phổi hơn 1 năm nay. Hiện tại những cơn đau dồn dập vẫn quằn quại, rất khó ăn, khó ngủ, không đi lại được và 7 tháng gần đây hàng giờ phải tiêm morphine để giảm đau. Mẹ con sinh được 4 người con gái, mẹ là người đức độ thương yêu con cháu và gia đình. Mẹ thường xuyên đi chùa làm Phật sự và tụng kinh nhưng chưa tìm hiểu về pháp khai thị hộ niệm. Mẹ đã quy y Tam Bảo, biết niệm Phật. Gia đình con có thờ Phật, mẹ thường xuyên tụng kinh Địa Tạng. Hiện nay do sức khỏe của mẹ con đã suy kiệt dần, không còn gắng gượng được nữa, tay chân không còn cử động được nữa nhưng vẫn còn tỉnh táo và nghe tốt. Hiện tại mẹ con không còn vướng bận tục trần, không vướng bận chồng con và cháu chắt, không tham sân si, không vướng bận tài sản. Mẹ con chỉ có sợ đau, sợ chết nên vẫn phải tiêm morphine. Chồng và con cháu chăm sóc vẫn thường xuyên nhắc nhở mẹ niệm Phật. Giờ mẹ và gia đình con rất mong muốn và tha thiết cầu cho mẹ khi xả bỏ báo thân được vãng sanh về với Đức Phật A Di Đà. Gia đình con có thỉnh mời quý bác viên thiền ban hộ niệm Thanh Liêm chia sẻ khuyến tấn mẹ niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Mẹ con rất hoan hỷ. Sau khi được quý bác viên thiền khuyến tấn, mẹ của con có phần tỉnh táo và niệm Phật rõ ràng hơn. Gia đình chúng con đã thực hiện đầy đủ 15 điều quy định cho người nhà bệnh nhân. Ban hộ niệm Thanh Liêm cũng đã trợ niệm cho mẹ con được hơn 2 tuần nay. Khi có ban hộ niệm, mẹ con rất chuyên tâm niệm Phật. Nhưng những lúc không có ban hộ niệm, mẹ con thường bị cơn đau hành hạ hay kêu rên, không chuyên tâm niệm Phật. Bắt phải tiêm morphine để giảm đau nhưng cũng không còn hiệu quả. Mẹ con hay bị ảo giác có người đưa đi khi nghe kinh Địa Tạng. Vì sợ mẹ con mất phần vãng sanh nên gia đình chúng con thành tâm kính thỉnh lão cư sĩ Diệu Âm từ bi khai thị và điều giải oan gia trái chủ của mẹ con để khi xả bỏ báo thân mẹ con được đới nghiệp vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. A-di-đà-phật. Mẹ Diệu Âm Diệu Phúc ơi, không biết là trong giờ phút này mẹ còn đau đớn không vậy? Thực sự mỗi cơn đau đến với ta là nhắc nhở rằng coi chừng tương lai chúng ta còn đau khổ gấp ngàn vạn lần. Chư vị biết không? Cơn đau từ đâu mà đến với chúng ta vậy? Phật dạy, tất cả đều do nhân quả của chính mình. Trong cái nhân mình tạo khổ chúng sanh thì cái quả mình nhận lấy khổ đau. Chư vị ơi, thực sự đúng như vậy. Gọi là nhân duyên quả báo tơ hào không sai. Nếu mà cụ Diệu Phước hiểu được cái đạo lý này thì từng cơn đau, từng lần giác ngộ phải giác ngộ kịp thời và thành tâm niệm A-di-đà Phật cầu Phật gia trì đi để đưa mình về Tây Phương Cực Lạc. Hãy nhớ cho kỹ cái điểm này. Bây giờ hàng ngày hàng giờ phải tiêm morphine mới chịu nổi. Nhưng cuối cùng nghe có cái tin rằng bây giờ tiêm morphine cũng không còn ứng dụng nữa. Có nghĩa là cái cơn đau của mình đã vượt qua những cái chất thuốc bình thường của thế gian. Vậy thì Diệu Âm khuyến tấn bác Diệu Phúc nhé.
quyết lòng quyết chí cầu Phật gia trì đi, quyết tâm niệm A Di Đà Phật, mạnh dạn thi mạng này đi để đi về Tây phương Cực Lạc, lợi dụng từng cơn đau này mà mình hy vọng rằng mình trở về cõi Tây phương Cực Lạc với Đức A Di Đà, hưởng đại phước báo đại an nhàn, không còn đau, không còn bệnh nữa. Thời gian hình như ngắn tạm lắm rồi, nếu mà có tinh thần vững như thế này thì Phật tử Diệu Âm Diệu Phúc này liền được 25 vị Bồ Tát thương tình phóng quang gia hộ. Phật lực phóng gia phóng quang bảo hộ cho mình, những cơn đau này không còn ảnh hưởng đến mình nữa. Hãy nghe cho kỹ đi chư vị. Tại sao trong kinh Phật nói niệm một câu A Di Đà Phật phá tan vô lượng vô biên tội trước? Một cái bệnh ung thư này là chỉ một cái tội trưởng trong quá khứ mình đã tạo ra. Trong cái một câu A Di Đà Phật mà niệm lên, không biết chư vị có tin không? Câu nói trong kinh Phật dạy là 80 kiếp nghiệp trước, có nghĩa là một câu A Di Đà Phật phá tan vô lượng vô biên nghiệp chướng của chính mình. Nếu mà mình thành tâm niệm Phật như vậy thì tự nhiên những cơn đau này biến mất hồi nào không ấy. Đây là diệu âm nói lòng thành thực. Diệu âm nói lòng thành thực vì chính diệu âm đã gặp quá rất nhiều người đau quằn quại, quyết lòng niệm Phật từ những cơn đau biến mất. Rõ ràng như vậy thì mình nói pháp của Phật mới thực sự là diệu dược chứ không phải là chất một phiến đâu. Như vậy thì đề nghị với gia đình và đề nghị với Phật tử Nguyễn Thị Kim Lan rằng chích thuốc một phiến phải dám lại, dám lại. Chỉ còn một phần nhỏ thôi rồi thành tâm vùng lên niệm Phật thử có nhiều cái 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng đồng hồ hoàn toàn biến đổi. Mà không hay, tất cả đều ở vào ngay cái tâm lực của mình có quyết lòng đi về Tây Phương hay không. Nếu mà Phật tử Diệu Phúc muốn nhờ dòm khai thị cho vãng sanh mà nói rằng còn sợ bệnh, còn sợ chết thì đành phải chấp nhận thương đau cụ ấy. Không ai có thể bắt mình sợ chết mà phải về Tây phương Cực Lạc được. Mà Phật phải nói là coi cái bản thân này nó hành hạ mình quá nặng thì mình phải cố gắng quyết lòng buông nó ra đi. Trọng cho cái thân mạng này đi càng sớm chừng nào càng hay chừng đó để mình chấm dứt cảnh đau khổ này. Thì tự nhiên tâm nguyện này nhất định sẽ hợp với đại nguyện của Đức A-di-đà. Ngài giúp cho mình hết đau và ngày nào tận cùng của mạng sống này mình được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Chứ không phải mình nguyện vãng sanh mà làm cho mạng sống của mình ngắn lại đâu. Hãy nghe cho kỹ đi Phật tử Diệu Phúc ơi, ở đây một ngày chịu nặng một ngày, ở đây một giờ bị khổ một giờ, cớ chi mình còn tham thiết cảnh khổ này mà sợ chết vậy? Rõ ràng con đường an vui Cực Lạc ở trước bàn chân của ta
Nếu tao quyết lòng xa lìa cảnh khổ nạn này để đi về Tây phương hưởng an vui cực lạc, đường vãng sanh sẽ xa vời vợi. Nếu ta còn tham tiếc cái thân này, còn sợ chết đi thì cái thân này ai nuôi, con cháu ai lo, nhà cửa ai giữ, thì đành phải chấp nhận thưởng đâu. Tất cả đều do ở tay mình đấy bác. Nguyễn Thị Kim Lan ơi, mau mau nghe những lời này mà giật mình tỉnh ngộ. Nhất định bắt chước như cụ Đồng Bích, nghe được pháp niệm Phật hộ niệm vãng sanh mà mừng vui ngấn lệ. Chứ đừng nên đau đớn vì cơn đau, đừng nên buồn phiền vì mình đang thọ nạn. Thực sự tại vì chính mình trong vô lượng kiếp đã tạo nặng quá nhiều. Như vậy thì hôm nay gặp được cơ hội này, đề nghị với bác Diệu Phúc rằng hãy thành tâm niệm A-di-đà Phật, cầu sanh Tây phương cực lạc liền đi, đem tất cả mọi công đức tụng kinh Địa Tạng hồi hướng gấp gấp về Tây phương cực lạc, và mạnh dạn buông tất cả kinh điển chú, niệm một câu A Di Đà Phật để đi làm Phật đi. Nếu mình tụng kinh ai mình tụng kinh Địa Tạng để tàu cầu giải nghiệp thì cái nghiệp của mình phải giải trong vô lượng kiếp nữa mới xong. Không dễ gì mà bữa tụng bữa không mà hết nghiệp được. Nếu tụng kinh Địa Tạng mà đi xuống con đường khó khăn, gặp ngài Địa Tạng ngài con hối thúc, con ơi con mau mau niệm A Di Đà Phật cấp kỳ, tại vì chính ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát ngày đêm ngài xuống địa ngục cứu độ chúng sanh, ngài hối thúc chúng sanh dưới địa ngục mau mau niệm câu A Di Đà Phật để trở về Tây phương cực lạc. Vậy thì nếu bao nhiêu năm qua niệm kinh Địa Tạng, hãy đem tất cả những công đức của kinh Địa Tạng gửi về Tây phương cấp kỳ và nghe lời Địa Tạng Vương Bồ Tát mau mau niệm A Di Đà Phật. Tại vì trong kinh Phật nói người nào niệm Địa Tạng Vương Bồ Tát trong một đại kiếp không bằng niệm một câu A Di Đà Phật cầu sanh Tây phương cực lạc, có nghe rõ chưa? Một đại kiếp chứ không phải là một đời. Niệm Địa Tạng Vương Bồ Tát không bằng một câu A Di Đà Phật mình niệm chân thành cầu sanh Tây phương cực lạc. Đây là lời Phật dạy trong kinh. Hãy cố gắng quyết tâm quyết chí niệm A Di Đà Phật, quyết lòng cầu sanh Tây phương cực lạc. Xin hỏi bác Diệu Phúc có quyết lòng làm theo lời của Diệu Âm không? Quyết lòng không? Nhất đến một câu A Di Đà Phật nhé. Hãy nghe lời cho kỹ. Hiện tại bây giờ không kinh nào có thể cứu được mình, không chú nào có thể giúp cho mình giải được nghiệp, mà chỉ có một câu A Di Đà Phật tiêu tan tốt nghiệp, một câu A Di Đà Phật vượt cảnh khổ trở về cảnh an vui. Vỗ tay lên đi, phu lại một lần nữa để hứa chắc rằng là một câu A Di Đà Phật quyết đi vãng sanh không sợ chết nữa nhé. Chiều không vẫn không, đề nghị gia đình mình, đề nghị ban hộ điểm giơ tay lên vững vàng giúp cho bác Nguyễn Thị Kim Lan pháp danh Diệu Âm Diệu Phổ mô chuyến đò này đi về tới A Di Đà Phật quốc độ nhé. Chịu không? Chịu không? Nguyện cầu chư vị trong pháp giới hãy thương tình giúp đỡ
ủng hộ niệm Phật hộ niệm cho Phật tử Nguyễn Thị Kim Lan pháp danh Diệu Âm Diệu Phúc an toàn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nhất định một cơ hội này đã gặp được cái cơ hội để siêu sanh, mong chư vị đừng bỏ qua, quyết lòng quyết chí nhé. Và xin bác Diệu Phúc hãy nhớ cho tất cả những ảo giác thấy người này người nọ chỉ vì mình còn có cái tâm sợ chết. Chứ nếu mình quyết lòng trở về Tây Phương thì tất cả những cảnh giới gì hiện ra chỉ là huyễn mộng. Người nào quyết chí đi về Tây Phương, quyết lòng nghiên cứu pháp hộ niệm thì tất cả mọi cảnh giới này hiện ra đối với mình chỉ là huyễn mộng, hoàn toàn không có ảnh hưởng gì với mình cả. Cứ một lòng một dạ nghe lời ban hộ niệm, chờ A Di Đà Phật hiện thân đi theo ngài làm Bồ Tát, còn tất cả mọi cảnh giới không thèm để tâm tới, không thèm sợ, không thèm mừng, chỉ là huyễn mộng, cớ chi mình phải lo ngại. Hiểu được như vậy, xin bác Nguyễn Thị Kiệm Lan pháp danh Diệu Âm Diệu Phúc vững vàng yên chí, quyết lòng niệm Phật, quyết lòng trở về Tây Phương Cực Lạc nhé. A Di Đà Phật. Vỗ tay lên đây, vỗ tay lên đây. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con thành tâm tri ân lão cư sĩ, và chúng con cũng cầu chúc bác Diệu Âm Diệu Phúc đã gặp được cơ hội quý giá này, xin một lòng một dạ quyết lòng giữ chặt câu A Di Đà Phật, niệm Phật tới hơi thở cuối cùng, mọi cơn đau của bác sẽ tự nhiên biến mất và bác sẽ tự tại để được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nam mô.